phải là cái là một quyết định hướng nào là giải câu. Mày nhanh vô cầu mà không biết vô cầu nữa. Cầu phải sống dưới trời. Ngồi bên kia vô cầu. Đó. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Chạy nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Oh my.